anh xa em chẳng cũng chờ nhìn em mãi thân thương biệt vẫn thế mình sẽ dòng thế xa cánh buồn một chút đã cô là ca khúc vừa rồi đã đủ cho anh có cái khoảnh khắc thư giãn ở một buổi tối thật là vui tại tiếng phố đi bộ xinh đẹp của chúng ta. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn, và chúng tôi cũng luôn luôn hy vọng được đón anh vào các buổi tối. Chúng ta tự mang lại cái cảm xúc cho chúng ta, để đó là cách mà chúng ta vơi đi những cái nỗi mệt nhọc của cuộc sống đời thường với chúng ta. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, sôi động, thiết thực. Đó chính là tiếng phố đi bộ Tuyên Quang, và chúng tôi hy vọng rằng sau cái đêm hôm nay sẽ còn rất nhiều những đêm mà chúng tôi được đón nhận tình cảm của tất cả quý vị quan tâm đến chúng tôi. Chúng ta mang cho nhau những cảm xúc thật là thiết thực nhất để góp phần cho cuộc sống chúng ta ngày càng sinh động hơn. Bây giờ cho tôi mời một vị khách đặc biệt lên sân khấu. Trước khi mời vị khách đó thì cho tôi được nói lời cảm ơn của ban tổ chức, của anh em Chiêu Phố. Trân trọng cảm ơn một lãng hoa tươi chúc mừng rất là đẹp cho khai trương. Đó chính là những động lực để giúp cho chúng tôi thật nhiều cố gắng để cống hiến cho khán giả tại quê hương, cho tuyến phố đi bộ sôi động nhiều hơn. Và chúc chủ nhân của lãng hoa chúc mừng khai trương có thật nhiều sức khỏe, làm ăn thật là may mắn. Và cứ hy vọng là cứ mỗi một tuần chúng tôi lại được nhận một lãng hoa như vậy. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi được mời bạn Hằng trở về từ thủ đô Hà Nội, một người con của Tuyên Quang. Nhưng cũng xin được khoe với quý vị là cũng như một đồng nghiệp của tôi là một nghiệp dẫn. Vì vậy mà ngày hôm nay trong một cái cơ duyên rất là vô tình thôi, nhưng bạn ấy trở về quê hương và đến với tuyến phố đi bộ, và đặc biệt hơn nữa là gặp đúng vào buổi khai trương của Chiêu Phố. Bạn cũng đã không ngần ngại
một chút cống hiến. Hy vọng là tất cả quý vị cũng đón nhận. Và tôi muốn là quý vị vỗ tay một cái được không ạ? Cảm ơn quý vị và xin mời bạn Hằng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và lần đầu tiên thì em Hằng muốn gửi tới tất cả các anh chị đang có mặt tại tuyến phố đi bộ, cũng như là tất cả các bạn trẻ đang có mặt tại tuyến phố đi bộ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là đặc biệt khi mà cửa hàng Chiêu Phố khai trương. Và Thu Hằng rất là hy vọng trong thời gian tới thì cửa hàng sẽ luôn luôn có thật là nhiều khách hàng ủng hộ hơn nữa. Và ngay bây giờ sẽ không để các anh chị cũng như là các bạn chờ đợi lâu hơn. Bây giờ thì Thu Hằng sẽ gửi tới các anh chị ca khúc mang tên Perfect, một ca khúc rất là nhẹ nhàng và sâu lắng. Mong các bạn sẽ cùng chill trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Vâng, và quý vị thân mến, và hiện tại ngồi trên sân khấu bây giờ thì cái năng lượng nó cũng được tốt hơn rồi. Và bây giờ thì Thu Hằng cũng muốn thay đổi không khí một chút cho buổi tối ngày hôm nay với một ca khúc vô cùng sôi động, cũng là một ca khúc tiếng Anh. Và nếu như mà bạn nào thuộc ca khúc này thì cũng có thể lên hát cùng với Hằng cho buổi tối ngày hôm nay nhé. Một ca khúc được mang tên Dan Monkey, xin mời mọi người cùng lắng nghe. Cho các bạn ở bên dưới, các bạn rất nhiều. Vỗ tay nữa được nữa không quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn cho Hằng đi ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
một hơi thở khá là mới mẻ, đúng không ạ? Đối với thị trường chúng ta nói chung. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn trẻ, các bạn đã được biết rất nhiều, rộng rãi hơn chúng tôi rất nhiều, bởi vì đó là kiến thức tiếng Anh. Cảm ơn nàng rất là nhiều đã thổi vào không khí của Tuyến Phố Đi Bộ chúng ta những ca khúc thật là mới, thật là vui. Xin được cảm ơn và chúng tôi vẫn muốn tất cả quý vị chúng ta cứ tiếp tục đăng ký giao lưu. Tuy nhiên đối với ban nhạc thì cũng khá là chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của tất cả quý vị. Còn những ngày thường các ban nhạc còn phải hoạt động ở những nơi khác nữa, vì vậy mà chỉ có tối thứ bảy hàng tuần mới có band thôi. Còn những ngày thường chúng ta lưu ý là sẽ có một màn hình ở đây để phục vụ tất cả quý vị, đáp ứng được yêu cầu quý vị tự hát những ca khúc mà chúng ta yêu thích hoặc là những thần tượng mà chúng ta yêu thích. Đó là một sân chơi khá là tuyệt vời phải không quý vị? Đường phố là như thế. Và chúng tôi cũng chính vì điều đó mà muốn mà tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với chúng tôi để mang lại cái sự nhộn nhịp và thiết thực nhất cho chính thành phố thân yêu của chúng ta, và trực tiếp đó là trên Tuyến Phố Đi Bộ tại bờ hồ công viên trung tâm thành phố Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ cho tôi được mời một vị khán giả cũng ngồi khá lâu lâu rồi, anh chàng có áo xanh ở đây. Mời anh chàng áo xanh. Anh Giang thì phải, mời anh lên sân khấu. Và chúng tôi cũng muốn nói với tất cả quý vị, âm nhạc không thể thiếu được trong đời sống của mỗi chúng ta. Không chỉ là ăn ngon mặc đẹp ở sang trọng phải không ạ? Mà âm nhạc luôn mang lại cho chúng ta cái cảm giác thư giãn. Mỗi khi mà công việc bồn bề, chúng ta lại có cơ hội được nghe nhạc hay là tự hát, thì đó là điều mà thật là tuyệt vời phải không quý vị? Xin mời anh. Và để giao lưu cho chương trình ngày hôm nay thì xin phép được tặng quý vị các anh chị một ca khúc được mang tên Phố Xa. Mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn
đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thân gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Mơ về một ngày. Cảm ơn anh, đây là tấm lòng của gia đình Chiêu Phố chúng tôi. Cảm ơn anh và chúng tôi hy vọng là luôn luôn được đón nhận anh ở các buổi tối. Mỗi khi anh rảnh, anh lại trở về với chúng tôi để mang lại cái không khí. Cảm ơn anh một lần nữa, xin chúc anh sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị ạ, như chúng tôi đã nói với quý vị từ ngay ban đầu, hoạt động của Chiêu Phố sẽ diễn ra từ lúc 17 giờ hàng ngày cho đến 22 giờ đêm. Đây cũng là một quy định của thành phố chúng ta, không được phép hoạt động quá muộn, ảnh hưởng tới giấc ngủ, tới sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn thành phố. Vì vậy mà chỉ còn một ít phút nữa thôi là chương trình ca nhạc cũng sẽ khép lại. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn muốn gửi đến quý vị một thông điệp thật tuyệt vời nhất, đó chính là 17 giờ hàng ngày đến 22 giờ đêm, Chiêu Phố sẽ hoạt động mang lại cho quý vị có những cảm xúc như vậy bằng những món đồ uống phù hợp với khẩu vị của từng người. Và hơn thế nữa là từ ngày mai sẽ có một chiếc màn hình nhỏ nhắn xinh xắn tại đây để tất cả quý vị chúng ta có thể tự hát những ca khúc chúng ta yêu thích hoặc những ca khúc mà thần tượng của tất cả quý vị. Đó là điều mà chúng tôi đưa vào hoạt động. Và với tối thứ bảy hàng tuần tại sân khấu này, ban nhạc 22 sẽ có mặt để cùng với tất cả quý vị mang lại một bầu không khí thật vui, thiết thực nhất cho tuyến phố đi bộ xinh đẹp, yên bình của thành phố Tuyên Quang yêu dấu của chúng ta. Và nếu như quý vị chúng ta vẫn còn muốn hát thì xin hẹn quý vị vào tối ngày mai và tất cả các tối tiếp sau, từ 17 giờ hàng ngày cho đến tận 22 giờ đêm. Và đặc biệt là tối thứ bảy thì sẽ có ban nhạc 22 cùng với tất cả quý vị hòa chung vào không khí này. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chúng tôi, và chúng tôi cũng hy vọng những món đồ uống chưa hài lòng thì quý vị có thể góp ý để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Điều mục đích vô cùng quan trọng đó chính là mang lại một bầu không khí thật vui cho tất cả chúng ta, và chúng ta đóng góp một phần nhỏ bé của chính chúng ta cho cái sự sôi động của đường phố, tuyến phố đi bộ trung tâm thành phố Tuyên Quang yêu dấu. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời Diễm Quỳnh và Thanh Linh tiếp tục. Vâng, và để khép lại chương trình của buổi tối ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh cũng như là